Trong cuộc phỏng vấn với AIA Novosti, chỉ huy sư đoàn tên lửa phòng không thuộc cụm lực lượng phía Nam mang mật danh là LEP cho biết hệ thống tên lửa S-350 Vyat của Nga đã đồng thời bắn trúng nhiều tên lửa, được phóng từ hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS của lực lượng vũ trang Ukraine. Gần đây, chúng tôi đã đánh chặn một nhóm lớn các mục tiêu khoảng 12 đến 16 tên lửa HIMARS. Tổ hợp đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công và không một tên lửa nào đạt được mục tiêu của nó, ông Lep cho biết. Theo ông, các mục tiêu bị phá hiện ở khoảng cách khoảng 90 km và bị bắn trúng ở khoảng cách khoảng 70 km, tính từ vị trí lắp đặt. Từ thời điểm phát hiện đến khi bắn trúng mục tiêu, tổ hợp S-350 Vidya mất không quá 8 giây trong hoạt động bình thường và trong điều kiện địa hình đặc biệt. Thời gian này dao động từ 1,5 đến 3 giây. Tổ hợp này hoạt động hiệu quả như nhau ở cả chế độ tự động và có sự tham gia của người vận hành. Tổ hợp có hệ thống cung cấp điện tự động và không phụ thuộc vào nguồn bên ngoài. S-350 Vidya là hệ thống phòng không di động hàng đầu của Nga được chế tạo để đánh chặn và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không như máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Một tổ hợp chiến đấu của Vidya gồm một xe chỉ huy điều khiển 50K6E, một đến hai xe radar chức năng 50N6E và một đến tám xe mang phóng tự hành 50P6E. Hệ thống tên lửa phòng không này được trang bị tên lửa tầm trung và tầm ngắn 9M96 và 9M100, chúng được phóng theo nguyên tắc phóng thẳng đứng, bệ phóng đưa tên lửa lên độ cao hơn 30m, đồng thời thực hiện một cú quay đầu hướng về phía mục tiêu bằng cách sử dụng hệ thống động lực khí, sau đó động cơ chính được khởi động. Hệ thống S350 Vítia do tập đoàn Anmat Antey phát triển, bắt đầu từ những năm 1990, xuất phát từ nhu cầu thay thế các sửa đổi riêng lẻ của tổ hợp S300 đang phục vụ trong quân đội Nga. Ngày 5 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraina từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, lực lượng Vũ trang Nga đã thực hiện 23 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao và UAV tấn công. Cuộc tấn công trên nhắm vào các mục tiêu như sân bay, các cơ sở năng lượng hỗ trợ cho các doanh nghiệp và tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine, kho nhiên liệu cho thiết bị quân sự, cơ sở lắp ráp UAV tấn công và phương tiện mặt nước không người lái, các địa điểm cất giữ và chuẩn bị sử dụng vũ khí tên lửa trong chiến đấu của đối phương. Ở hướng Kharkov, các đơn vị của nhóm lực lượng Silver của Nga đã cải thiện tình hình dọc trên tuyến. Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của ba lữ đoàn, một lữ đoàn thủy quân lục chiến và hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của lực lượng vũ trang Ukraine, gọi tắt là AFU. Ngoài ra, năm đợt phản công của các nhóm xung kích AFU đã bị đẩy lùi. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 1.595 quân, 4 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 30 xe cơ giới, 3 trạm tác chiến điện tử, 31 khẩu pháo dã chiến. Trong đó có 12 khẩu pháo cỡ lớn do Mỹ sản xuất. Ở hướng Kupians, nhóm lực lượng Zapat của Nga đã kiểm soát Stepovaya, Novos, Yolovka, vùng Kharkov và cải thiện tình hình chiến thuật. Họ tấn công các đơn vị của ba lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn xung kích, một lữ đoàn máy bay và hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Kenya. Ngoài ra, 11 đợt phản công của nhóm xung kích AFU đã bị đẩy lùi. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 3.580 quân, một xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép, 29 xe cơ giới, 4 xe chiến đấu Grad và 27 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 10 khẩu pháo do phương Tây sản xuất. Ngoài ra, 20 kho đạn dược của AFU cũng bị phá hủy. Ở hướng Donetsk, nhóm lực lượng giúp đã kiểm soát quận sponoje và Novik của Chasopya Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPA. Hai lữ đoàn cơ giới và hai lữ đoàn xung kích trên không AFU đều bị thiệt hại về nhân lực và trang bị. 18 cuộc tấn công do các phân đội xung kích của AFU phát động đã bị đẩy lùi. Tổn thất của AFU ở hướng trên trong tuần là 3.845 quân, 4 xe tăng, 19 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có 3 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 65 xe cơ giới và 53 pháo dã chiến. Ngoài ra, 8 trạm tác chiến điện tử và 35 kho đạn dược dã chiến AFU bị phá hủy. Ở hướng Abdipka, các đơn vị của nhóm lực lượng The sen của Nga đã kiểm soát Chumi, Novo Alexandrovka và Novopokoskoye gọi tắt là DPA. Họ gây tổn thất cho các đơn vị của ba lữ đoàn cơ giới, hai lữ đoàn bộ binh, hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của AFO. 38 cuộc phản công của AFO đã bị đẩy lùi trong tuần. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 2.970 quân, 5 xe tăng, 12 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 30 xe cơ giới và 32 pháo binh dã chiến. Ở hướng Nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật. Họ gây tổn thất về nhân lực và trang bị của hai lữ đoàn AFO, hai đội phòng thủ lãnh thổ và một lữ đoàn vệ binh quốc gia. 11 cuộc phản công của AFO đã bị đẩy lùi trong tuần. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 900 quân, 4 xe chiến đấu bọc thép, 43 xe cơ giới, 22 pháo dã chiến, trong đó có 14 chiếc do các nước NATO cung cấp. Ở hướng Kherson, nhóm lực lượng đơn ép của Nga đã gây tổn thất cho các đơn vị của một lữ đoàn tấn công miền núi AFU và bốn lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 635 quân Ukraine, một xe chiến đấu bọc thép, 36 xe cơ giới, 24 pháo dã chiến, trong đó có 13 pháo M777 do Mỹ sản xuất. Hơn nữa, 7 trạm tác chiến điện tử và 3 kho đạn AFU đã bị phá hủy. Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ hai máy bay MiG-29 và một máy bay Su-27 của không quân Ukraine. Ngoài ra, 5 tên lửa tác chiến chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất, 5 tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune MD, 14 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất, 7 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 1 tên lửa chống bức xạ HARM do Mỹ sản xuất, 42 quả đạn HIMARS và Vampyr cùng 451 UAV của Ukraine bị đánh chặn Năm máy bay Su-27 và một trực thăng Mi-24 bị tiêu diệt tại các sân bay căn cứ. Hai máy bay Su-27 của không quân Ukraine cũng bị hư hại. Các đơn vị từ hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy ba phương tiện mặt nước không người lái của Hải quân Ukraine trong tuần. Trong tuần qua, 32 quân nhân Ukraine đã đầu hàng trên đường dây liên lạc theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 4 tháng 7, phía Nga mất thêm 1.110 quân, 10 xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 54 hệ thống pháo, 57 UAV, 54 phương tiện chấn nhiên liệu và 5 phương tiện đặc biệt. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, Trump nhiều lần phát biểu rằng ông có thể kết thúc xung đột Nga-Ukraine nhanh chóng nếu giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Tại cuộc họp báo ở Kazakhstan, khi phóng viên đặt câu hỏi về phát biểu này của ông Trump, Tổng thống Putin bày tỏ, chúng tôi coi nó là hoàn toàn nghiêm túc khi ông Trump, với tư cách là một ứng cử viên Tổng thống, tuyên bố sẵn sàng và muốn ngừng xung đột tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga bổ sung, Tôi tin rằng ông Trump chân thành về điều đó và chúng tôi hưởng ứng ý tưởng về kết thúc xung đột. Tuy nhiên, Tổng thống Putin bày tỏ ông không rõ ứng cử viên Đảng Cộng hòa Trump có kế hoạch để thực hiện điều đó trong trường hợp đắc cử hay không. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng đề nghị ông Trump đưa ra kế hoạch về việc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 3 tháng 7, Tổng thống Zelensky nêu rõ nếu ông Trump nắm được biện pháp để chấm dứt xung đột, ông ấy nên nói ra ngày hôm nay. Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ ông có thể sẵn sàng gặp gỡ ứng cử viên Đảng Cộng hòa Trump để lắng nghe về đề xuất của chính khách này. Đáng chú ý, ông Zelensky bác bỏ ý kiến cho rằng xung đột Nga-Ukraine đang trong tình trạng bế tắc. Ông nói rằng Ukraine cần thêm nguồn lực.